Vâng, Vâng, các anh chị có nhìn thấy chữ display setting ở trên màn hình không ạ? có. Vâng, các anh vào chữ display setting này cho em ạ. Còn đây ạ. Vâng, anh chọn ở dưới đây Đấy, double kết cho em. vâng ạ. Rồi. Rồi, mời các anh chị báo cáo ạ. À, em xin chào các thầy cô ạ. Xin chào tất cả các quý đồng nghiệp và các đầu cầu ạ. Sau đây em xin trình bày báo cáo bệnh án hội chẩn ạ. Bệnh nhân nam 71 tuổi, địa chỉ Bắc Ninh, vào viện ngày 29 tháng 6 năm 2021. Lý do vào viện là bệnh nhân có ho, khó thở và sốt. Bệnh nhân có tiền sử là giảm bạch cầu, chưa rõ nguyên nhân, phát hiện vào khoảng tháng 7 năm 2020. Đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, phát hiện tháng 11 năm 2020 và đang điều trị ngoại trú thuộc viện. Bệnh nhân là thai thôi, còn cũng không có giấy tờ, là bị phình động mạch chủ bụng tháng 11 năm 2020, có chuyển bệnh viện Việt Đức nhưng cũng không có can thiệp. Viêm phổi tháng 3 năm 2021 ạ. Bệnh sử khoảng vài ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện ho nhiều, đờm vàng, khó thở, đau tức ngực trái kèm theo sốt nhưng không rõ nhiệt độ, được người nhà đưa đến bệnh viện Viện Từ Sơn điều trị. Sau 2 ngày điều trị thì bệnh nhân xuất hiện tức ngực nhiều hơn, huyết áp tụt, rồi bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tiếp. Khám lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, nhiệt độ 36 độ 8, da niêm mạc nhợt, không phù, không xuất huyết, khó thở hai thì. SpO2 93% khí trời, đau tức ngực trái, tim nhịp nhanh, tần số 100 lần trên phút, huyết áp 90-60, phổi thông khí giảm, gan ẩm hai bên, bụng mềm, gan lách không to. Trong quá trình điều trị thì bệnh nhân có sốt cao liên tục khoảng 2 tuần, sau đấy có thay đổi điều trị thì bệnh nhân cắt sốt và hiện tại thì bệnh nhân đã hết sốt được 8 ngày. Da niêm mạc nhợt, khó thở hai thì, SpO2 95%, thở oxy kính mũi 3 lít phút, không đau ngực, tim nhịp đều. Phổi thì rì rào phế năng giảm, thỉnh thoảng có ít ra máy ở hai bên, bụng mềm, gan lách không to. Đây là các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân, thì bệnh nhân nằm dài ngày và cũng sốt nhiều, được xét nghiệm rất nhiều lần, thì xét nghiệm bạch cầu thì có lúc cao nhất là 23,6 gigalit, nhưng mà cũng có lúc giảm rất là thấp và có lúc giảm thấp nhất là 2,7 gigalit. Sau đấy thì chúng em có dùng tích bạch cầu thì tăng lên được 7,4 và sau đấy nó cũng lại cứ giảm dần ạ. Huyết sắc tố thì khởi đầu vào thì cũng có thiếu máu nhẹ, sau đấy cũng có huyết sắc tố cũng giảm dần. Thì khi giảm thấp chúng em có tiến hành thêm, và điều kiện sức khỏe bệnh nhân cho phép, có tiến hành soi thêm dạ dày đại tràng thì có loét hành tá tràng. Đường máu thì cũng lúc cao nhất là 11,4 ạ. Chức năng thận bình thường, men gan cũng không tăng. Đạm máu thì có albumin máu giảm nhẹ. Lúc vào bệnh nhân có đau tức ngực trái nhiều, cho nên có được làm troponin thì troponin bình thường 7,35. Điện giải thì cũng có lúc bệnh nhân bị hạ kali máu thì chúng em đã bù điện giải thì hiện tại cũng ổn định. CRP ngày mùng 7 tháng 7 là 312 và sau 10 ngày thì bọn em làm lại là 154 và đến ngày 25 tháng 7 là 135. Kháng thể kháng nhân thì âm tính, kháng thể kháng run lươn thì dương tính ạ. Tí máu thì cũng các chỉ số cũng không có rối loạn nhiều. AFV đờm 3 mẫu âm tính. Phi nấm soi tươi đờm thì có sợi nấm và tế bào nấm men. Cấy đờm ngày mùng 3 tháng 7 thì có E. coli. Thì khi có kết quả cấy đờm này, bọn em đã thay đổi sang kháng sinh theo kháng sinh đồ là Pipe cộng Tazobactam, chính là Zobacta. Đến ngày bệnh nhân sốt liên tục thì đến ngày 12 tháng 7 bọn em cấy máu lần 2 đấy, thì có dương tính với lại Streptococcus và nhạy cảm với các kháng sinh này, thì khi có kháng sinh đồ này chúng em đã bổ sung thêm Pavalic ạ. Đây là kết quả kháng sinh đồ của cấy đờm vào ngày mùng 3 tháng 7. Và đây là kết quả kháng sinh đồ của cấy máu là ngày 14 tháng 7 ạ.
Khi có kháng sinh đồ này thì chúng em đã bổ sung thêm đang dùng là Medopenem thì chúng em đổi bổ sung thêm là Tavalisse. Siêu âm bụng thì không thấy phát hiện bất thường. Siêu âm tim thì cũng chỉ có hỏi chủ nhẹ và EF thì cũng trong giới hạn là 64%. Nội soi dạ dày có viêm dạ dày và liệt hành tá tràng. Điện tim thì chỉ có nhịp nhanh xoang thôi. Bệnh nhân được chụp X quang thì nhiều lần, X quang lồng ngực thì nhiều lần, nhưng mà chụp cắt lớp lồng ngực chúng em chụp hai thời điểm là mùng 1 tháng 7 thì hình ảnh là viêm phổi hai bên xu hướng áp xe hóa và có dạng phế nang nhiều ở hai phổi. Ngày 26 tháng 7 thì vẫn còn hình ảnh đám mờ tạo hang và vài lốt mờ tạo hang hai phổi cũng chưa loại trừ lao. Có viêm dạng phế nang lan tỏa và dày tổ chức kẽ hai phổi. Chụp cắt lớp động mạch chủ trọng thì có hình ảnh nhiều xơ vữa bám thành động mạch chủ nhưng chưa gây hẹp và như có ổ loét ở thành động mạch chủ ngực. Và đoạn động mạch chủ bụng thì có nhiều xơ vữa và gây hẹp và gây tắc hoàn toàn động mạch trọng phải. Chẩn đoán là viêm phổi tái diễn tiến triển chậm vì là hồi tháng 3 bệnh nhân đã có một đợt viêm phổi. Đợt đấy chúng em cũng đã phải chuyển tuyến cho bệnh nhân. Có nhiễm khuẩn huyết và giảm bạch cầu chưa rõ nguyên nhân. Trên nền bệnh nhân có tăng huyết áp, đái tháo đường và đợt này có loét dạ dày hình tá tràng. Xử trí kháng sinh lúc mới nhập viện là ciprofloxacin 200 mg nhân 4 chai trên ngày. Nhân 4 ngày khi có kết quả kháng sinh đồ cấy đờm thì chúng em đổi theo kháng sinh đồ của kết quả cấy đờm là Zobacta. Sau 10 ngày dùng Zobacta theo kháng sinh đồ bệnh nhân vẫn còn sốt thì chúng em có hội chẩn và đổi sang kháng sinh là Bironem 3 gram trên ngày kết hợp với Chemaxin. Sau 15 ngày thì có thêm cả kết quả cấy máu thì chúng em kết hợp thêm Tavalisse là viên vì không có đường tiêm truyền. Chúng em xin ý kiến hội chẩn của các chuyên ngành về hô hấp, huyết học, da liễu, dược. Thầy báo cáo là em xin ý kiến của các thầy cô. Rồi, xin cảm ơn đồng nghiệp từ đầu cầu Bắc Ninh. Sau đây thì tôi xin muốn hỏi thêm một chút thông tin về bệnh nhân. Một là bệnh nhân này tháng 3 năm 2021 thì bệnh nhân có được chẩn đoán là viêm phổi. Các bạn có thông tin gì về cái đợt đấy không? Về lâm sàng cũng như là hình ảnh và chẩn đoán điều trị thế nào? Dạ, đợt hồi tháng 3 thì bệnh nhân có viêm phổi và đợt đấy bạch cầu của bệnh nhân cũng rất thấp là 1,8 ạ. Thì đợt đấy chúng em cũng đã có tiến hành nội soi phế quản, điều trị kháng sinh là Medopenem. Nhưng mà một đợt thì bệnh nhân vẫn tiến triển xấu hơn, vẫn còn sốt dai dẳng và bạch cầu thì không tăng. Cho nên sau đấy thì ở viện tỉnh chúng em cũng không làm được sinh thiết tủy xương thì có chuyển viện Bạch Mai ạ. Ra viện Bạch Mai thì em hỏi lại thông tin thì bệnh nhân nằm khoa cấp cứu một ngày, sau đấy chuyển vào khoa truyền nhiễm nằm 3-4 ngày thì ở đấy được sinh thiết tủy xương kết hợp với lại cả nội soi phế quản, có làm Zenipus và MGIP dịch phế quản, hai kết quả đều âm tính. Nhưng sau đấy cũng chuyển sang viện phổi ạ. Thì giấy ra viện của viện phổi vẫn chỉ chẩn đoán là viêm phổi đấy ạ. Thế cái thông tin của bên truyền nhiễm là cái Zenipus với cả MGIP thế nào bạn? Cái này thì bệnh nhân thì không còn giữ nữa vì bảo là khi chuyển sang viện phổi trung ương thì viện phổi trung ương có yêu cầu là quay lại khoa truyền nhiễm của viện Bạch Mai để lấy kết quả sinh tiết tủy xương kết hợp với hai kết quả xét nghiệm của dịch phế quản là Zenipus và MGIP ấy, thì người nhà bảo là âm tính và đã nộp hết cho viện phổi ạ. Còn hai kết quả mà viện tỉnh Bắc Ninh soi vào tháng 3 đấy thì chúng em lưu kết quả cũng là âm tính cả Zenipus và MGIP ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp đến là bệnh nhân diễn biến bệnh mất mấy tháng rồi nhưng mà về tình trạng toàn thân bệnh nhân có gầy sút có gì không? Khám lâm sàng có hạch có cái gì bất thường không? Khám lâm sàng thì chúng em không sờ thấy hạch ngoại vi mà thể trạng của bệnh nhân thì sút giảm nhiều. Cũng bây giờ là thể trạng suy kiệt nhiều. Thế là giảm bao nhiêu cân? Thế là diễn biến, tức là cái này là từ giữa năm 2020 đúng không? Sau đấy thì bệnh nhân đã được chẩn đoán là giảm bạch cầu,
Về thì chắc là bạn sẽ trao đổi với các đồng nghiệp các đầu cầu xem là diễn biến 6 tháng cuối năm 2020 là như thế nào. Sau đấy thì đến tháng 3 năm 2020 và đến bây giờ thì nó có cái gì, nó có liên tục, có đặc điểm gì liên tục không? Chứ báo cáo bảo... bệnh thì phức tạp thế này mà báo cáo sơ sài thế thì sợ là mọi người sẽ không thể chấp nối và có một cái tư duy về diễn biến bệnh được. Vâng, em báo cáo cô là thực ra là cái tiền sử mà giảm bạch cầu thì người nhà không nắm được, mà cái này là em tra trong cái bệnh sử khám bệnh của bệnh nhân đấy ạ. Thì là em xem các kết quả xét nghiệm thì tất cả các lần vào viện bệnh nhân đều có giảm bạch cầu như thế thôi. Thế còn bệnh nhân chỉ nhớ được là một lần là chuyển đi Việt Đức là vì bảo là hẹp động mạch, phình động mạch chủ bụng như da thì cũng không phải can thiệp gì. Và một lần viêm phổi là chúng em chuyển đi viện Bạch Mai đấy thôi, chứ còn người nhà cũng không nắm được cái tiền sử về cái bệnh giảm bạch cầu đâu ạ. Và thể bệnh nhân gia đình thì có ai bị lao không? Có gầy suốt nhiều cân không? Gia đình thì không, vì nó không có ai bị lao. Nhưng mà vâng, xét thể trạng thì bệnh nhân có giảm suốt nhiều cân. Tính từ cái thời điểm năm 2020 người ta cũng không nhớ là suốt bao nhiêu cân, chỉ bảo là trước thì ông ấy rất là to béo, nhưng từ ngày bị bệnh đi viện đến giờ thì là bị suốt nhiều cân. Đến hiện tại bây giờ thì rất là gầy ạ. Suốt nhiều cân, không biết bao nhiêu cân. Thôi được rồi. Thì ở bệnh nhân này thì có cái bạch cầu thì giảm rồi, nhưng mà hemoglobin trong quá trình điều trị thì nó cũng giảm dần ấy. Và có những lúc nó lên là 6, nó xuống là 63. Hemoglobin là 63 gram trên lít ấy. Thì cái đặc điểm về cái thiếu máu đấy thì nó có gì liên quan không? Thực ra mới đầu thì em cũng chỉ tư duy là bệnh nhân này là có bệnh lý kéo dài, ăn uống kém đấy ạ. Thì là bệnh nhân có thiếu máu dần vì sốt rất là nhiều. Thế nhưng mà về sau thì em có cho soi dạ dày đại tràng, dạ dày thôi chứ bệnh nhân không soi được đại tràng. Thì bệnh nhân có cái nét hành tá tràng nhưng cũng không có xuất huyết ạ. Tức là nghĩ là bệnh nhân vì là sốt thì bệnh nhân thiếu máu. Rồi. Các bạn có làm hồng cầu trong phân không? Các bạn có thăm trực tràng không? Bệnh nhân có bị xuất huyết tiêu hóa không? Thăm trực tràng thì phân vàng ạ, còn em không xét nghiệm hồng cầu trong phân ạ. Tất cả từ diễn biến 2-3 tuần đấy các bạn có thăm trực tràng hết và hỏi về đặc điểm phân hết, loại hoàn toàn cái mà chảy máu đường tiêu hóa. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Sau đây thì chắc là mời bác sĩ Hoa, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh nhỉ, sẽ hội chẩn những cái phim của bệnh nhân. Mời bác sĩ Hoa. Như này hình như có CT ngực và CT bụng hay sao? Vâng ạ. Chị chuyển cho em xem cái file Numo trước đi ạ. Vâng, để em chuyển cái phim ngày 1 tháng 7 trước ạ. Không hiện rồi, nhưng ấn nó lại bị mất. Tôi không sao, tôi bình tĩnh. Phải lắp lại rồi. Không, nhưng nó lại ra ngày 29. Không ơi, em muốn xem cái phim mùng 1 trước. Tìm tên. Bác tìm tên, đang tìm để nói. Chị gõ hẳn cả đi, họ tên đi. Cả họ và tên. Mình bắt đầu cái gì.
Chỉ các bạn mới chưa lăn được nhưng mình không lăn được đâu. Vâng, được, có Băng Linh, các bạn bật mic lên ạ. Các bạn để cho màn hình to hẳn lên đi, một xem một màn hình thôi. Đừng để hai bên. Cái ô này này. Cho to đó. Xem cái toàn bộ một màn hình thôi ấy ạ. Đó, cho toàn màn hình đâu này. Cái nào? Cái này thầy muốn xem toàn màn hình cái này. Toàn màn hình cái này thì chỉ kích vào đây nào. Đó là cái chế độ ở đây phải. Đây. Đây á. Thôi được rồi, các anh chị lăn hình đi ạ. Vâng ạ. Đây là phim bệnh nhân chụp vào viện được 3 ngày ạ. Ngày mùng 1 tháng 7 ạ. Đang ngược lại cho em xem này. Cho em xem cửa sổ trung thất đi ạ. Không phải cái này đâu chị ơi, chuyển cái cửa sổ sang đi, cửa sổ này gắt lắm, không thể nhìn được, đánh giá được đâu. Để cái cửa sổ như chúng ta đấy, để vào cái phần bụng đi ra nào. Đây đúng không ạ? Đúng rồi đấy, cái này đúng rồi đấy. Cái hôm chụp phim này là không tiêm đúng không chị ơi? Cả hai lần em chụp thì đều không tiêm thuốc cản quang ạ. Đến phim chụp lại ngày 26 tháng 7, đây là phim chụp mùng 1 tháng 7 ạ. Thì 26 tháng 7 thì cũng không tiêm cản quang. Chỉ cho em xem phim 26 tháng 7 luôn đi chị ạ. Vâng ạ. Những cái này các anh chị lần sau gửi đường link ấy ạ, gửi đường link cho bọn em vào trực tiếp của cái này, vì cái này nó là qua hệ thống mạng ấy, không qua hệ thống mạng bắc thì xem trước thì sẽ dễ hơn nhiều so với đấy hơn. Xem kiểu này. Thank you.
Để ngược lại đi chị ơi, để xem lại. Vâng ạ, đây ạ. Cho em xem cái file sau tiêm thuốc ạ. Không tiêm ạ, chỉ là có ấy thôi ạ, chỉ có số trung thất thôi ạ. Em thấy có file động mạch ở cái chỗ chị đang để gì đấy, chỗ tay đang bấm vào đấy. Đấy xem nào, kéo ra là lúc nãy em nhìn thấy có hình có tiêm thuốc mà. Đấy, đây là có tiêm thuốc đây này. Có cái chủ bụng tiêm thuốc. Mình còn cái chụp bụng có tiêm thuốc đúng không chị? Còn một cái chụp ổ bụng ngày 29 ạ. Chụp động mạch chủ chậu ạ. Dạ vâng. Xem cái file đấy luôn. Chị chuyển sang cửa sổ xương cho em xem cửa sổ xương luôn. Cửa sổ xương ạ. Xương cửa sổ nào. Mình không điều chỉnh được. Chị vào cái chỗ cái hoa cái vào chỗ này này, thử kịch ra xem có nó có nhảy ra cái xương không, kích vào đây. Đây. Thank you.
xương, cô không đặc hiệu gì, có những giải rác có nốt đặc xương nhẹ, khuyết xương, loãng xương. Không phải, cái đấy là giữa, nó là các nghĩa đệm giữa các đốt sống. Chuyển cho em xem cái xác di tan trong cái hình dựng toàn một cái cột sống lên đi ạ. Cột sống ạ. Vào thử cái phần này em xem. Kích vào đây em xem nào. Không, vào chỗ phần mềm này này. Kích vào đây em xem. Chụp kích vào đây. Đấy, đúng rồi. Chạy cái hình này đi chị, chạy đi xem hết các đốt sống nào. Không chạy được. Hình này chạy được rất ít ạ. Được ạ, di chuyển đi để xem hết, vì cái này nó theo một cái chiều dọc dọc này, nó không hết toàn bộ được, gần những cái phần này là chưa xem hết. Đấy, như thế đúng rồi đấy. Sống thái hóa. Được rồi ạ. Vâng, mời bác sĩ Hoa. Để các anh chị không gửi trước cho em này khó cho em quá. Thứ nhất là về mặt hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính hôm ngày 1 tháng 7 ấy, thì thấy là cả hai phổi là đều có những cái giãn phế nang trung tâm tiểu thùy và cái giãn phế quản, cái dây thành phế quản khá là nhiều và chủ yếu tập trung nhiều hai thùy dưới. Có cái tổn thương kính mờ lan tỏa hai phổi và tổn thương đông đặc ở cái thùy trên phổi trái và đã có hình hai cái hang nhỏ. Có một số những cái giải sơ xẹp phổi nhỏ có cái nút vôi hóa ở trên đỉnh phổi trái. Sang đến ngày 20 phim ngày 26 tháng 7 thế thì bên cái tổn thương và kính mờ thì hai phổi đã giảm. Cả hai bên đều giảm, tuy nhiên là có cái tổn thương tăng lên ở phổi phải, đấy là còn tổn thương mà đã có một cái tổn thương tạo hang ở bên phổi phải. Mà cái phim ngày 1 tháng 7 là chưa có. Thứ hai là những cái hang tổn thương ở trên đông đặc xong tạo hang ở trên phổi trái thì cái phim ngày 26 tháng 7 là nó cao hơn khá là nhiều. Cái giảm nữa của cái tổn thương này, tổn thương ấy là cái dày tổ chức kẽ và cái dày thành phế quản của hai bên thì cái phim hôm sau là giảm khá nhiều so với hôm trước. Trên cái phim có tiêm thuốc thì thấy là có một số những hạch trung thất nhưng hạch này cũng không phải to lắm, là bục dục thôi ạ. Có cái nốt vôi hóa ở chỗ đỉnh phổi trái ạ. Trên cái về mạch máu thì có cái xơ vữa động mạch chủ, xơ vữa có những cái ổ loét xuyên thành nhỏ ở cả động mạch chủ và chủ ngực. Có cái huyết khối của cái động mạch có huyết khối của động mạch chậu trung bên phải lan ra động mạch chậu ngoài đoạn đầu động mạch chậu ngoài bên phải, đoạn cuối của động mạch chậu ngoài bên phải thì có dòng chảy rồi ạ. Trên cái cửa sổ xương thì thấy có một số những cái nốt mà hình khuyết và những cái đồ đặc xương lan tỏa và nó chủ yếu là của cái dấu hiệu của thoái hóa cột sống ạ. Là em xin hết ạ. Rồi, cho tôi hỏi một cái, các bạn có cái phần lưu trữ phim đấy thì có cái phim hồi tháng 3 khi mà bệnh nhân nhập viện ở khoa hô hấp của Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh không? Dạ, hồi tháng 3 thì bọn em không còn lưu phim ạ. Không lưu phim ạ? Vâng. Tháng 3 nếu các bạn đã dùng hệ thống PAC rồi thì tháng 3 có thể còn đấy, các bạn thử tìm lại xem. Tìm theo ngày rồi. Em tìm là nó không còn đến phim là có những bệnh nhân có nhưng có những bệnh nhân là em không tìm được. Tức là cái phim mà hồi tháng 3 là các bạn không tìm được đúng không? Ừ, không. Thì đợt đấy là các bạn có nhớ được cái hình ảnh đấy không? Xem hình ảnh tổn thương ở đâu nó như nào không? Không nhớ. Vâng. Thôi được, cảm ơn các bạn. Bác sĩ Hoa thì chúng ta cũng thấy rằng là trên X quang phổi là có tổn thương dạng hang và mặc dù lâm sàng thì bệnh nhân cũng hết sốt được 8 ngày nhưng mà trên xịt phổi thì thấy còn tổn thương rất là nhiều. Và sau đây thì xin mời bác sĩ Giang, bác sĩ chuyên khoa về truyền nhiễm. Bác sĩ Giang có đặt câu hỏi gì cho các đồng nghiệp ở Bắc Ninh không? Muốn biết cần thông tin thêm gì không? Vâng, thưa Phó Giáo sư Phương, thưa các quý vị đồng nghiệp, cho em hỏi nhờ cái bệnh nhân này thì làm nghề gì trước đó? Bệnh nhân này ở Từ Sơn, Bắc Ninh thì nhà có nuôi chim, bồ câu, nuôi gà hoặc là có làm đồ gỗ gì không ạ? Cái này thì làm đồ gỗ thì bệnh nhân không, nhưng mà chim gà thì em lại không để ý hỏi cái đấy ạ.
Vâng, vì là bệnh nhân tiểu đường mà có tiến triển phổi kéo dài, tổn thương phổi kéo dài thì ngoài lao, ngoài các cái vi khuẩn sinh mổ thì mình cũng không quên được nấm. Mà nấm thì thường là có những cái cơ địa mà các cái điều kiện thuận lợi nó rất dễ nhiễm vào. Đấy, ví dụ như là nuôi chim bồ câu này, hoặc là tiếp xúc với phân rơi, hoặc là các cái loại chim vườn cây các thứ đấy, hoặc là nhà làm gỗ thì cũng có hay có nấm. Vì cái căn nguyên nấm thì đôi khi là nấm phổi rồi nó vào nó nó cư trú ở tủy xương, nó có thể gây nên ức chế tủy xương làm giảm bạch cầu, giảm hồng cầu, thì cũng đấy là một cái mầm bệnh mà mình cũng phải sàng lọc cái đấy ạ. Thứ hai nữa, bổ sung với bác sĩ Giang là lúc nãy bác sĩ Giang đến hơi muộn thì cái slide của các đồng nghiệp ở Bắc Ninh sau khi mà có trao đổi với bác sĩ Huyền thì đã làm thêm các xét nghiệm, và trong đây thì cái soi đờm thì thấy có sợi nấm, đúng không em? Vâng ạ, có tế bào và... Trong cái slide mà gửi cho các thầy các cô cũ thì là không có. Vâng. Vâng ạ, thế thì nó cũng là một cái hướng để mình tìm thêm. Thứ hai nữa là một cái sốt kéo dài mà có giảm bạch cầu, giảm hồng cầu như thế này thì tí nữa các bác sĩ bên huyết học sẽ cho ý kiến. Nhưng mà một trong những căn nguyên sốt kéo dài thì cần phải đánh giá về huyết tủy đồ, xem có căn nguyên với huyết tủy đồ không. Các cái bệnh hệ thống, ví dụ kháng thể kháng nhân, kháng thể DSDNA âm tính rồi ạ. Vâng, em xin lỗi, em đến muộn, em đừng nhận muộn. Thế thì ở Bắc Ninh không biết là các bạn có làm được EBV hay CMV không ạ? Tức là các cái loại virus này nó cũng có thể tác động đến máu, đến tủy xương, và nó cũng có thể ức chế tủy xương. Thì cái đấy mình không biết có làm được hay không ạ. Bệnh nhân này chắc là được siêu âm tim rồi, chắc là loại trừ gan nhân. Còn bệnh nhân này thì có một cái tổn thương loét của hành tá tràng, thì không biết là liệu có một cái ung thư của đường tiêu hóa hoặc cái gì đó nó metastasize vào thì nó cũng có thể làm một trong những cái căn nguyên mà sốt kéo dài cần phải đi tìm. Tóm lại là bệnh máu, bệnh hệ thống, các bệnh ung thư, bệnh về viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn. Thế còn cái căn nguyên nhiễm khuẩn ấy thì ở đây mình lấy máu thì đã thấy Streptococcus rồi, đã điều trị theo hướng đó thì bệnh nhân cũng đỡ sốt, đúng không ạ? Dạ vâng, thì cũng đánh thấy như vậy hết sốt rồi, nhưng mà còn một cái thiếu máu thì mình cũng chưa lý giải hết được, đúng không ạ? Ngoài vi khuẩn ra thì đấy em cũng xin sàng lọc và tìm kiếm thêm nguyên nhân về nấm và virus ạ. Vâng, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Thế thì ở đây là qua những câu hỏi của bác sĩ Giang thì cũng nghĩ đến một trong những cái nguyên nhân là nấm, và đặc biệt nữa là mình thì cũng đã soi thì thấy có sợi nấm, và bác sĩ Giang cũng đề nghị là mình làm thêm các marker về virus và tìm các căn nguyên thiếu máu theo ý kiến của huyết học. Thế sau đây thì mời vào bác sĩ Oanh, chuyên khoa huyết học. Kính thưa các thầy cô, thưa các anh chị, em muốn hỏi thêm một chút là bạch cầu bệnh nhân này có giảm từ năm 2020, thì cô Phương đã hỏi là bệnh nhân này có tiền sử giảm bạch cầu và giảm bạch cầu như thế nào. Em muốn hỏi xem là lúc đấy thì bạch cầu của bệnh nhân là bao nhiêu ạ? Em tra rồi thì bệnh nhân thường bạch cầu dao động từ 1,8 cho đến 2,3 gigalit ạ. Lúc đấy chỉ giảm mỗi bạch cầu thôi, còn những cái hồng cầu và tiểu cầu thì vẫn bình thường ạ. Vâng ạ, chưa có thiếu máu và tiểu cầu cũng bình thường ạ. Vâng, thế cái công thức bạch cầu lúc đấy mình có quan tâm đến cái tỷ lệ của bạch cầu không ạ? Tỷ lệ bạch cầu thì... Tỷ lệ bạch cầu của cái đợt cũ đấy thì em lại không để ý. Vâng, thế như cái công thức máu ngày 29 tháng 6 đấy ạ, em thấy là bạch cầu là 23.6. Trong đó trung tính là 44%, lanh phô là 33%, thế thì còn khoảng độ 30% còn lại là cái phần bạch cầu gì, có xem được không ạ? Trung tính em muốn hỏi là ở bệnh viện Bắc Ninh mình có kéo lam để xem cái xét nghiệm này không ạ? Không.
Dạ, ở viện Bắc Ninh thì em là không có ạ. Tức là chỉ chạy máy thôi, không đọc lam đúng không ạ? Không ạ, chỉ chạy máy thôi ạ. Vâng. Tại vì là nếu mà cái phần này xét nghiệm này mà các bạn có xem được, xem là cái tỷ lệ, xem là cái mono hay là cái bacal acid, thì em nghĩ là nếu mà xem được những cái đấy thì nó cũng sẽ có cái kết quả xem thêm cái phần nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm các thứ thì có tăng cái acid không ạ. Dạ, của cái ngày 29 tháng 6 đấy, bacal mono là 22,1%. Vâng, cái tỷ lệ bạch cầu mono như thế là 22, mà trên khoảng độ 20 gigalit thì là cái số lượng bạch cầu mono như thế là cao ạ. Đấy, mà em thấy là chỉ có trong khoảng 3 4 ngày thôi mà bạch cầu từ 23 giảm xuống 3, thì cái này thì em thấy nó cũng giảm là hơi nhanh ạ. Mà cũng chưa rõ là nguyên nhân là do ở đâu mà nó lại giảm nhanh như thế này, bởi vì bình thường ra thì ở đây bọn em trừ khi điều trị hóa chất hoặc là dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch về rất mạnh thì nó mới có khả năng giảm bạch cầu nhanh như thế này ạ. Đấy, thứ hai nữa là em thấy là trong trong quá trình điều trị thì bạch cầu nó giảm đến ngày mùng 9 tháng 7, sau đó đến ngày mùng 10 thì bắt đầu tăng, sau đấy lại giảm. Thế thì trong cái các cái nguyên nhân mà gây giảm bạch cầu thì nguyên nhân thì thứ nhất là có thể là do các cái bệnh thứ phát, có thể là sau nhiễm trùng, có bệnh nhân có suy dinh dưỡng kéo dài hoặc là do các cái bệnh lý tự miễn. Thế thì ở đây thì bệnh lý tự miễn thì bệnh nhân này tuổi, một là tuổi đã cao, thứ hai là các anh chị đã có loại trừ bệnh lý tự miễn thì hiện tại chưa nghĩ đến. Lách bệnh nhân không to thì có thể loại được cái nguyên nhân có thể là do cường lách thứ phát. Vậy thì nhưng mà bệnh nhân này lại có cái tiền sử giảm bạch cầu trước, mà bây giờ bạch cầu mono lúc mới vào viện lại rất là cao. Cái này thì em đề nghị là như bác sĩ Giang đề nghị đấy ạ, là bệnh nhân này chắc chắn là phải làm xét nghiệm huyết tỷ đồ để kiểm tra, bởi vì là cái bạch cầu mono mà cao như thế thì thường là nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái bệnh lý về tủy. Mono cao như thế là bọn em rất hay nghĩ đến bệnh lý về, có thể liên quan đến bệnh lý về leukemia ạ. Thứ hai nữa là về cái mà giảm bạch cầu nhiều này thì cũng có thể là sau một cái nhiễm khuẩn, và bệnh nhân này có nhiễm khuẩn huyết và có điều trị rất là nhiều loại thuốc nữa, thì có thể là giảm bạch cầu cũng có thể liên quan đến thuốc và do vi khuẩn. Thế còn đâu về cái tình trạng thiếu máu này thì em hỏi là ở bệnh viện Bắc Ninh thì ngoài cái xét nghiệm này ra, các anh chị có làm bilirubin cho bệnh nhân không ạ? Ở bệnh nhân này thì bọn em không làm bilirubin ạ. Thế thì chắc là các xét nghiệm sắt và ferritin thì trên mình chắc cũng không làm đúng không ạ? Vâng ạ. Thế xét nghiệm cum có làm không ạ? Cum cũng không làm ạ. Thế với cái tình trạng thiếu máu như này thì các anh chị ở đấy đã làm được xét nghiệm gì để đánh giá thiếu máu chưa? Ở chỗ em chỉ làm huyết đồ ạ, và báo cáo là trường hợp này thì cái hồi tháng 3 đấy chúng em là cũng đã hội chẩn với lại cả dưới xét nghiệm trung tâm để xét làm tủy đồ cho bệnh nhân, thì là bệnh nhân này ở viện tỉnh với tình trạng đấy thì các bác không nhận làm tủy đồ, thì chúng em có chuyển đi Bạch Mai để xét làm tủy đồ. Thì theo thông tin của người nhà là ra Bạch Mai có được làm tủy đồ ở khoa truyền nhiễm ạ, nhưng không biết kết quả này ra sao. Vâng. Thế thì còn cái phần về phần thiếu máu là mình là không tìm nguyên nhân, cũng chưa xử trí gì đúng không ạ? Ở bệnh nhân này thì em chỉ có dinh dưỡng và có lết lành tà tràng, thì em dùng các thuốc bọc niêm mạc dạ dày và giảm tiết H cộng thôi ạ. Vâng. Cái thiếu máu của bệnh nhân này thì hiện tại thì cũng có thể, cái này thì mình có thể làm thêm một số xét nghiệm nữa. Em đề nghị là có thể làm thêm cho bệnh nhân xét nghiệm cum trực tiếp, cum gián tiếp. Thứ hai nữa là làm xét nghiệm bilirubin toàn phần trực tiếp cho bệnh nhân ạ. Thứ hai nữa là có thể là xét nghiệm thêm nước tiểu cho bệnh nhân xem có hồng cầu niệu các thứ gì không ạ. Có xét nghiệm nước tiểu là chúng em có làm. Đề nghị các đồng nghiệp ở Bắc Ninh khẩn trương nhá, mất nhiều thời gian quá. Em báo cáo là xét nghiệm nước tiểu vào ngày mùng 2 tháng 7 thì có hồng cầu là 200 ạ. Và có protein niệu 1 gram ạ.
Vâng. Bệnh nhân này có cái hồng cầu niệu và protein niệu thì chắc là các bác sẽ phải đánh giá thêm về hệ tân niệu nữa cho bệnh nhân xem là có vấn đề gì không ạ. Cái này thứ em báo là... Vâng, em báo cáo là bệnh nhân này thì có cái giai đoạn nặng thì bệnh nhân cũng có đái khó bí tiểu, thì chúng em có đặt sông bằng quang, cũng có cấy nước tiểu thì cũng âm tính ạ. Vâng. Vâng. Còn đâu về điều trị thì em nghĩ là với huyết sắc tố 67 thì em đề nghị là bệnh nhân này sẽ phải truyền khối hồng cầu cho bệnh nhân, bởi vì trên bệnh nhân có suy hô hấp các thứ như này nữa thì cần phải truyền thêm khối hồng cầu cho bệnh nhân để nâng huyết sắc tố của bệnh nhân lên ạ. Thế còn đâu về bạch cầu giảm như này thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân là chính. Thì em có đề nghị làm thêm một số xét nghiệm em vừa nói, và cái mà về điều trị thì hiện tại về bạch cầu trung tính của bệnh nhân vẫn trên 1 thì chưa có chỉ định để điều trị kích bạch cầu các thứ gì cho bệnh nhân. Thế còn đâu về em đề nghị là với những cái bệnh nhân này khi mà chúng ta làm thì chúng ta nên quan tâm thêm một số chỉ số nữa của huyết học. Ví dụ như bệnh nhân có thiếu máu thì ta cũng phải nên quan tâm đến xem MCV các thứ của bệnh nhân như thế nào thì ta mới biết được cái tình trạng trước của bệnh nhân như thế nào để đánh giá thêm ạ. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Oanh. Ở đây thì những cái yêu cầu xét nghiệm mà bác sĩ Oanh đã ghi thì các đồng nghiệp ở Bắc Ninh đã ghi lại được chưa ạ? Em ghi rồi ạ. Vâng, phải làm huyết thủy đồ này, sau đấy thì phải làm cum trực tiếp, gián tiếp, bilirubin. Thế thì ở đây tôi muốn hỏi là cái xét nghiệm nước tiểu này này, bạch cầu hồng cầu là 200, protein niệu là 2 gram lít, thì các bạn có làm protein niệu 24 giờ không? Và làm nước tiểu mấy lần rồi? Em báo cáo cô là chúng em làm xét nghiệm nước tiểu là có 2 lần ạ. Tại vì bệnh nhân này sốt kéo dài thì chúng em có làm đi làm lại, thì lần đầu tiên thì chỉ có hồng cầu liệu thôi, còn không có protein, protein chỉ là vết thôi. Còn cái lần thứ hai mùng 2 tháng 7 đấy là đã có đặt sông tiểu, thì mẫu thứ hai thì là hồng cầu vẫn là 200 và protein liệu là 1 gram. Có bạch cầu liệu không? Cái này là bạch cầu liệu, cả hai mẫu đều âm tính ạ. Âm tính. Vâng ạ. Thì còn một cái nữa đấy là cái bộ tin liệu 2 gram lít thì có làm bộ tin liệu 24 giờ không? Cái này tại vì là em thấy protein máu và albumin máu cũng không giảm nhiều, protein máu của bệnh nhân còn cao và albumin cũng chỉ khoảng 27, 28 không giảm nhiều, cho nên em không làm protein liệu 24 giờ. Đấy không phải lý do. Thế còn một cái nữa là từ mùng 2 tháng 7 đến bây giờ là không kiểm tra lại nước tiểu đúng không? Vâng, thì bệnh nhân này sau đấy đỡ thì em đã rút sông tiểu và bệnh nhân đã đi tiểu được thì em cũng không làm. Không làm, vâng, vâng, cảm ơn bạn. Vâng. Rồi, sau đây thì mời bác sĩ Phương Anh. Bệnh nhân có cái bệnh lý của động mạch chủ. Kính thưa các thầy cô, thì bệnh nhân này thì cái lần này nằm viện có lẽ vấn đề chính là một cái hội chứng nhiễm khuẩn sốt kéo dài kèm theo những cái rối loạn về máu, về trong đó thì chắc là tình cờ mình có phát hiện ra là có một cái xơ vữa. Cái này thì rõ ràng là bệnh lý của xơ vữa động mạch, nhưng mà còn nói là tiền sử là vào Việt Đức vì là phình động mạch chủ bụng. Thế nhưng mà theo như đọc phim ở đây thì lại không phải là phình mà là những cái ổ loét nhỏ xuyên thành kèm theo có xơ vữa và tắc không hoàn toàn của động mạch chậu. Huyết khối, vâng, huyết khối chứ còn này hình thành trên đền xơ vữa. Thế thì cái này thì với cái tình trạng này thì hiện tại thì không đặt ra vấn đề để xử lý cấp. Tuy nhiên là đối với vấn đề tim mạch thì có mấy cái vấn đề như này. Nhất là các bạn phải làm lại cái siêu âm tim. Tôi để ý là chưa thấy cái kết quả siêu âm tim để loại trừ có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay không, xem có tổn thương của các bạn không có chị. Vâng, nếu mà có rồi thì thôi. Thế còn cái chuyện theo dõi xem những cái trong lâm sàng thì theo dõi xem cái chi xem có thấy cái dấu hiệu thiếu máu không, để mình đề phòng cái chuyện là trên cái nền đã có cái xơ vữa như vậy, và nếu mà có nhiễm trùng thì nó sẽ có thể là hình thành nó gây nặng hơn và nó gây tắc hoàn toàn cái động mạch chậu. Còn về mặt xử trí thì có lẽ là hiện tại thì là mình cũng không đặt ra trong cái bối cảnh như bây giờ, nhưng mà tuy nhiên trong cái theo dõi lâm sàng thì bạn phải có thêm một cái là theo dõi thêm cái chi dưới để xem là có cái dấu hiệu mà nếu như nó trên cái nền nhiễm trùng này mà nó cái biến cố thuyên tắc cấp xảy ra thì là mình sẽ phải xử lý. Còn về lâu về dài thì chúng ta sẽ phải xem xét kỹ hơn cái phim mạch MSCT mạch chi dưới để xem mình có tìm giải pháp để can thiệp cho bệnh nhân không.
để hạn chế những cái thiếu máu chi dưới về sau thôi. Còn hiện tại trong giai đoạn cấp thì chúng ta cũng chưa đặt ra vấn đề là cần phải xử lý gì về mặt tim mạch. Còn cái hội chứng vành cấp bạn có đau ngực, nhưng mà tôi thấy là các cái yếu tố loại trừ hội chứng vành cấp thì đã có rồi. Bác sĩ Phương Anh, thế thì với cái huyết khối với cả có những cái loét ở động mạch chủ đấy thì mình có điều trị gì, cái dự phòng không? Bây giờ thì có lẽ là trong cái phác đồ thì mình có thể thêm statin. Tí nữa thì xin thêm ý kiến anh Hoàng Anh, nhưng trong một loạt các cái thuốc bây giờ đang dùng rất là nhiều này thì có cần phải cân nhắc thận trọng gì không? Còn chúng ta vẫn có thể dùng statin. Thế còn chống đông? Chống đông thì em nghĩ là bây giờ thì nó cũng chưa đặt ra chị ạ. Vâng, những bệnh nhân bây giờ lại đang rối loạn nhiều cái huyết học như thế này và đang trong giai đoạn nhiễm trùng cấp thì mình cũng chưa cần phải đặt trong giai đoạn này, nhưng mà mình vẫn phải theo dõi để xem thử là trong trên đề nó có hình thành một cái huyết khối cấp hay không. Vâng, cảm ơn bác. Sau đây thì mời Phó Giáo sư Hoàng Anh sẽ có cho những ý kiến về trong cái quá trình điều trị và đặc biệt là cái phần về thuốc. Thuốc ở đây thì thực ra nếu mà các bạn trình bày một cách nó rõ ràng thì có thể các cô sẽ hiểu hơn. Các bạn cứ liệt kê thuốc xong cứ nhân nhân số ngày, và nếu mà mình ra một cái sơ đồ là bao nhiêu ngày dùng cái này xong đổi phác đồ nào thì nó sẽ rõ hơn. Mà chắc là thầy Hoàng Anh cũng hiểu đấy. Thầy Hoàng Anh có ý kiến gì không ạ? Em xin phép có ý kiến về phần kháng sinh thôi. Bởi vì thực ra bệnh nhân này cũng là bệnh nhân mà không phải cái vấn đề chính ở đây trong giai đoạn nằm viện đây là vấn đề nhiễm trùng. Vấn đề nhiễm trùng có thể được giải quyết tại thời điểm hiện tại thì về mặt lâm sàng thì có thể tương đối ổn, nhưng về mặt chẩn đoán hình ảnh thì thực sự lúc nãy vừa nghe bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nói thì có lẽ là vẫn phải phân tích thêm, và các bác sĩ chuyển nhiệm cũng phân tích thì có lẽ chúng ta cũng phải đi tìm thêm các cái căn nguyên khác nữa. Thì em muốn phân tích về cái phần liên quan nhiễm trùng. Em không phải bác sĩ hô hấp nên em muốn nghe ý kiến của chị Phương, những kết luận sau cuối cùng. Thì em thấy là thông tin của các đồng nghiệp Bắc Ninh nó thiếu nhiều thứ quá. Nếu chúng ta chẩn đoán đây là một viêm phổi thì đây là viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi bệnh viện? Để các bạn thì đã nói là viêm phổi cộng đồng, nhưng mà em thấy là thực sự là viêm phổi cộng đồng chúng ta cũng đã có quá ít thông tin. Những cái thang điểm cơ bản như là CRP 65 hoặc là PSI để đánh giá các cái mức độ nặng của viêm phổi hiện nay cũng không có. Những cái thông tin mà em cho em hỏi thêm được không ạ? Ví dụ bệnh nhân có tình trạng chi giác của bệnh nhân lúc vào như thế nào? Nhịp thở bao nhiêu? Bệnh nhân cân nặng bao nhiêu? Em không có thông tin đấy ở trong cái phần tóm tắt. Và hôm nay thì nghe lại ca lâm sàng cũng không thấy có những cái thông tin đó. Những cái thông tin đấy rất quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì trên nền một bệnh nhân chúng ta thấy hội chứng nhiễm trùng rõ cả về mặt lâm sàng, cả về xét nghiệm. Bạch cầu giảm thì không biết là có thể đang nghi ngờ bệnh lý của huyết học, nhưng cũng có thể là hậu quả xấu của nhiễm trùng chưa được khống chế. Thì em thấy là cái quan trọng nhất, tí nữa thì chị Phương cho thêm ý kiến của hô hấp, ngoài đánh giá các cái thang điểm, mức độ nặng của viêm phổi, thì cái rất quan trọng đó là chúng ta phải tiên lượng xem bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không. Nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc đấy được đánh giá dựa trên những cái gì? Được dựa trên thứ nhất là tiền sử bệnh, tiền sử bệnh nhân có chăm sóc y tế hay không. Thứ hai là tiền sử liên quan sử dụng kháng sinh của bệnh nhân. Thứ ba, đấy cũng đã điều trị ở Từ Sơn trước đó mấy ngày rồi sau đó mới chuyển lên bệnh viện tỉnh. Thứ ba là phụ thuộc vào bệnh nền của bệnh nhân đang có, bệnh nền bệnh nhân đang có tăng huyết áp, đái tháo đường cũng chưa được kiểm soát tốt. Em nhìn thấy đường huyết thực sự là cũng vẫn ở mức cao tại cái thời điểm có nhiễm trùng. Và cái yếu tố nguy cơ kháng thuốc cuối cùng phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh ở trên lâm sàng. Thì chính vì thế thì hiện nay trong viêm phổi cộng đồng thì người ta có nhiều cái thang để người ta đánh giá. Thế em chỉ lấy một cái thang, ví dụ một cái thang rất là đơn giản, người ta cho điểm như thế này. Thứ nhất là tuổi bệnh nhân. Thứ nhất là tuổi của bệnh nhân thì như vậy là nếu mà tuổi của bệnh nhân 65 điểm trở 65 trở lên, bây giờ bệnh nhân là 71 tuổi, người ta cho 2 điểm. Nam giới người ta cho thêm 1 điểm nữa. Nếu mà có sử dụng kháng sinh trước đó, bệnh nhân ta cho 2 điểm. Nếu có các bệnh lý hô hấp mạn tính, ví dụ COPD, giãn phế quản, người ta cho 2 điểm, bệnh nhân không có cái này. Bệnh nhân nếu mà có bệnh thận mạn cho 3 điểm. Tại thời điểm mà chúng ta nhập khoa mà có chẩn đoán là viêm phổi, nếu mà có lú lẫn, có rối loạn chi giác, người ta cho 2 điểm. Và em đặc biệt để ý trường hợp này không có sốt. Đoạn để sau sốt không rõ ràng, người ta cho âm 1 điểm, người ta trừ 1 điểm. Vậy nếu mà cái thang điểm đấy được công bố năm 2021 thì
bệnh nhân từ 5 điểm trở lên thì nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Vi khuẩn kháng thuốc bao gồm gì? Là các vi khuẩn gram âm và tụ cầu rất cao. Thế thì chính vì thế nên có lẽ cái rút kinh nghiệm lớn nhất ở trong cái phần triển khai trong cái ca này đối với em đó là chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại, cẩn thận nhìn lại phác đồ kháng sinh từ lúc đầu. Phác đồ kháng sinh lúc đầu các anh các chị cho ciprofloxacin 400mg 2 lần một ngày. Thế như vậy cipro là một kháng sinh quinolone phổ trên vi khuẩn gram âm nhưng nó trên tiêu hóa và tiết niệu là chính. Như vậy thì với phác đồ điều trị viêm phổi thì bình thường thì hướng dẫn của Bộ Y tế cũng đã thống nhất là trong trường hợp này chúng ta cho beta-lactam cộng với macrolide hoặc nếu không thì chúng ta cho quinolone hô hấp là levo hoặc là mosifloxacin. Thế còn sau đó mình đợi vài ngày, mất 4 ngày, sau đó chúng ta mới đổi sang piptazo theo kết quả kháng sinh đầu. Piptazo là một cái kháng sinh có phổ rộng hơn mà nó có tác dụng trên cả các vi khuẩn gram âm, ví dụ trừ khuẩn mù xanh hoặc là họ đường ruột nếu còn nhạy cảm. Sau đó thì thấy không thấy đỡ nữa, dùng 10 ngày nữa chúng ta chuyển sang mero. Mero dùng 21 ngày, sau đó có kết hợp thêm amikacin nữa. Thế thì chúng em thấy là cái khoảng thời gian nó bị trì hoãn, tức là cái phác đồ kháng sinh mà có hiệu quả ấy, có lẽ đoạn phác đồ đằng sau này là phác đồ có hiệu quả đây, tạm thời là có hiệu quả, thì có cái khoảng thời gian trễ nó quá lâu. Và các tài liệu cũng đã nói rồi, nếu mà chúng ta càng trễ cái phác đồ kháng sinh có hiệu quả thì tiên lượng của bệnh nhân càng xấu và cái khả năng thành công là không cao. Vì thế thì chúng em cũng rất mong muốn là các đồng nghiệp ở dưới Bắc Ninh chúng ta rút kinh nghiệm, đấy, thái độ xử trí ban đầu. Chúng ta vào đánh giá về mức độ nặng của viêm phổi. Chúng ta đánh giá thêm nguy cơ kháng thuốc và chúng em thấy nguy cơ kháng thuốc đặc biệt viêm phổi xuất hiện trên những bệnh nhân có bệnh nền. Có bệnh nền thì nguy cơ kháng thuốc là tương đối cao. Đấy, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể cân nhắc một phác đồ ban đầu. Và em nghĩ nếu phác đồ ban đầu nếu em sử dụng, nếu được phép sử dụng thì có lẽ em cũng sẽ bắt đầu ngay bằng piperacillin tazobactam kết hợp với cả một kháng sinh quinolone hô hấp, ví dụ như levofloxacin. Đấy. Còn sau đó thì chúng ta sẽ chờ theo diễn biến lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ, kết quả vi sinh sau đó. Thế thì hy vọng là nếu chúng ta tiếp cận như thế thì chúng ta không bị leo thang nữa, tức là cứ leo dần, càng leo nó sẽ càng khó và giai đoạn sau mà nó kháng thuốc thì chúng ta không còn thuốc để dùng. Với cái rút kinh nghiệm thứ hai nữa là đây chúng ta luôn luôn phải có cân nặng. Em tự phải tính, chứ em nghĩ là thế này, chúng ta phải có thói quen tính mức lọc cầu thận. Bởi vì mức lọc cầu thận và cân nặng sẽ quyết định liều kháng sinh cho bệnh nhân. Nên em không thể bình luận được là bệnh này là thiếu liều hay thừa liều nếu thiếu hai thông số đó. Bây giờ bệnh nhân có cân nặng không ạ? Lúc nãy chị có nói là bệnh nhân béo xong bây giờ ông giảm cân nhiều, thì bây giờ cân nặng cụ thể ông là bao nhiêu ạ? Vâng, em báo cáo là bệnh nhân này cân nặng là 45kg và em báo cáo thêm là khi chúng em đổi sang Virolem là chúng em kết hợp Chemaxin luôn, chứ không phải là dùng Virolem xong mới lại kết hợp thêm Chemaxin ạ. Vâng, Chemaxin là amikacin đúng không ạ? 500mg. Vâng, đúng ạ. Vâng, thế thì như vậy là có cân nặng như thế thì mình tính ra mức lọc cầu thận. Và chúng em nghĩ là nếu những trường hợp nhiễm trùng nặng mà kém đáp ứng với kháng sinh được đánh giá trên lâm sàng hoặc là xét nghiệm thì chắc chắn trong trường hợp đấy chúng ta phải để ý chế độ liều. Ví dụ ở đây meropenem mình đang em xin bình luận cái piptazo là chúng ta cho thiếu liều. Liều của chúng ta là 4,5 gram mỗi 6 giờ. Đấy, chúng ta cho 3,375 gram mỗi 8 giờ. Chúng ta hơi nhẹ tay. Meropenem nếu mà đã không đáp ứng rồi khi chuyển sang meropenem thì chúng ta cũng nên tăng liều meropenem lên. Đấy, 1 gram bình thường là 1 gram mỗi 8 giờ. Trường hợp nặng chúng ta có thể tăng lên 2 gram mỗi 8 giờ. Và truyền dài. Amikacin chúng ta có thể tăng lên 20mg trên kg cân nặng. Tất nhiên phụ thuộc vào mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân nếu mà như thế nhìn cái creatinine như thế này thì thực sự là bệnh nhân cũng chưa phải là mức độ suy thận quá nặng nữa. Levofloxacin chúng ta cũng tương tự. Chúng ta cho 500mg vẫn là thấp. Chúng ta có thể tăng lên 500mg mỗi 12 giờ. Như vậy có thể là cái rút kinh nghiệm thứ hai, góp ý thứ hai của em với các đồng nghiệp Bắc Ninh trong ca này là ngoài bên cạnh chọn kháng sinh, cố gắng chú ý ngay từ lúc đầu thì chúng ta chú ý cả liều của kháng sinh nữa. Trường hợp mà càng nặng, càng kém đáp ứng thì liều của kháng sinh càng quan trọng. Em xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn thầy Hoàng Anh đã đưa ra những cái cách mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải để ý cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là nhiễm khuẩn và chúng ta chọn kháng sinh như thế nào. Và cái này thì tôi thấy rằng là nó rất rất là có ích ở trên lâm sàng.
Thế và cũng mong rằng là đồng nghiệp và các đầu cầu chúng ta cũng sẽ có một cái cách tiếp cận một cách rõ ràng và khoa học như vậy. Thế thì quay lại bệnh nhân này. Thế thì tôi có hỏi một câu hỏi với bác sĩ Oanh là với hemoglobin bệnh nhân hiện tại là 6,7 tức là 67 gram lít. Và với các đồng nghiệp của Bắc Ninh nói rằng là cái này là chắc là do nó cứ giảm dần cho nhiễm khuẩn. Thế thì hiện tại thì có phải can thiệp gì với cái hemoglobin này không? À, báo cáo cô là chúng em đã truyền máu cho bệnh nhân rồi ạ. Thì huyết sắc tố lên là 89 gram ạ. Em truyền một bịch 350 ạ. Vâng, em cũng nói với các bạn ban nãy rồi là với những bệnh nhân mà vừa viêm phổi vừa cao tuổi này thì cái huyết sắc tố 67 thì cần phải truyền máu cho bệnh nhân, và tốt nhất là với những bệnh nhân này thì huyết sắc tố nên giữ khoảng 100 gram ạ. Thế sau đấy thì em truyền cách đây bao nhiêu lâu và em theo dõi được mấy lần rồi? Tại vì mình ở đây nếu mà mình nghĩ là cái này nó là một cái mãn tính do mất máu dần thì khi mà mình truyền lên thì truyền bao nhiêu lâu rồi và đã xét nghiệm lại chưa? Xét nghiệm lại mấy lần rồi để mình đánh giá cái tình trạng mà bệnh nhân hiện tại? Dạ em có truyền máu cho bệnh nhân một lần, tại vì bây giờ thì máu cũng khan hiếm cho nên chúng em chỉ truyền được một bịch máu cho bệnh nhân 350. Truyền máu từ bao giờ và đánh giá lại chưa? Em đã truyền và đã đánh giá lại rồi ạ. Em đã truyền cách đây bao nhiêu lâu và đánh giá lại cách đây bao nhiêu lâu và hiện tại tình trạng bệnh nhân như thế nào? Cái đấy nó cũng rất quan trọng mà, đúng không? Bất kể cái lý do gì, bây giờ không có máu thì truyền cầm chừng thì cũng phải biết là nó đáp ứng như thế nào. Tại vì em ở đây bệnh nhân có loét tá tràng và mình cũng không nhìn thấy cái điểm chảy máu. Tuy nhiên là tôi cũng thấy rằng là trên lâm sàng thực ra là không phải bệnh nhân mà chảy máu mà lúc nào mình soi mình cũng thấy đâu. Thế thì cái việc mà đánh giá cái tình trạng mất máu nó rất rất quan trọng. Đấy, tại vì tôi thấy các bạn có vẻ rất là bàng quang với cái việc mà cái tình trạng mà hemoglobin cứ càng ngày càng tụt đi và mình phát hiện ra loét dạ dày, loét hành tá tràng. Rồi bạn trả lời đi. Vâng, em truyền vào ngày 28 tháng 7 thì sau đấy em có kiểm tra lại ngay ngày hôm sau truyền máu thì lên huyết sắc tố lên 89 gram. Và có ngày hôm qua em lại kiểm tra lại thì huyết sắc tố lại tụt xuống còn 74 gram. Vâng, cái đấy thì tôi thấy là cũng là một cái vấn đề nghiêm trọng đấy. Đúng không ạ bác sĩ Oanh? Tức nghĩa là khi mà mình bù lên, mặc dù mình bù không đủ nhưng mà nó vẫn tiếp tục mất máu, và một trong cái nguyên nhân mình tìm đấy là xem là có phải cái mất máu mà do từ cái ổ loét hành tá tràng hay không, hay là mất máu cấp ở đâu. Vâng ạ, cái này thì em nghĩ là các bạn ấy cần phải tìm cái nguyên nhân vì sao mà nó lại mất máu, bởi vì là chỉ trong có khoảng 2 tuần mà bệnh nhân này huyết sắc tố từ hơn 100 mà xuống còn có 67 đấy. Vâng, cái này là cái mà tôi thấy là mình không thể nào mà nói nghĩ đến nhiễm trùng mà nó mất như thế. Và một cái câu hỏi nữa là cũng không phải thiếu máu mà mình truyền như thế được đâu, đúng không? Đấy thì như vậy bác sĩ Anh nói rồi, cũng phải đảm bảo hemoglobin là 100 gram lít. Đấy, và đặc biệt nữa là mình ví dụ như hôm qua thấy xuống 74 đấy là phải cấp tập tìm xem là nó tiếp tục mất máu ở đâu, thiếu máu ở đâu và mình phải bù. Thì cái này là cái mà có bác sĩ Mai tôi thấy ngồi đầu cầu kia thì cũng xem là giải thích lý do tại sao mà với hemoglobin như vậy mà chúng ta vẫn bình tĩnh như vậy nhé. Vâng, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái, tôi thấy rằng là bệnh nhân này thì là một bệnh nhân rất rất phức tạp, và với các đồng nghiệp ở Bắc Ninh cũng đã cố gắng nỗ lực để tìm những cái nguyên nhân, đặc biệt nữa là trên một cái bệnh nhân mà có diễn biến bệnh như này là một năm nay rồi. Lúc đầu tiên là vào viện có giảm bạch cầu, và cái giảm bạch cầu đấy của bệnh nhân thì cũng không được quan tâm, và bệnh nhân cứ có một cái diễn biến rất là lâu. Và cái điểm đáng tiếc thứ hai nữa là những cái được chẩn đoán viêm phổi trước và những cái tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh trước thì mình cũng không có cái cơ hội để mình xem lại, đánh giá lại để xem là cái tổn thương phổi này nó có phải là có từ trước rồi hay là nó là chỉ riêng của đợt này. Thì cái này là cái mà cái thông tin mà chúng ta cũng sẽ thấy rất là tiếc, vì là mình không có
Và nếu mà chúng tôi biết cái thông tin này khi mà đồng nghiệp cho thì chúng tôi cũng có thể tìm được hệ thống PAC ở Bạch Mai trong thời gian mà bệnh nhân nằm ở truyền nhiễm, xem là có chụp phim, có những cái thông tin gì ở đây không. Nhưng mà đến hôm nay thì mới thấy có, các bạn gửi lên một cái bệnh án nó gọi là vô cùng sơ sài. Và bác sĩ Huyền thì cũng đã gọi điện cho bác sĩ Mai để đưa lên thông tin nhưng mà nó cũng không đầy đủ. Thì cái này là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là để một cái buổi hội chẩn nó khẩn trương, các thầy các cô phân tích được nhiều vấn đề để chúng ta rút kinh nghiệm, thì đề nghị Bệnh viện Bắc Ninh những cái lần hội chẩn sau chúng ta phải làm việc một cách gọi là tích cực hơn một chút. Và đặc biệt nữa là cái việc mà có thông tin, tức là vì là bệnh nhân của mình phải nhớ để mình không phải tìm để mất thời gian. Cái thứ tiếp nữa này tôi cũng thấy rằng là cái đợt này vào với một cái tình trạng mà nhiễm trùng, và có vẻ như là lúc vào thì huyết áp bệnh nhân còn tụt, khi mà chuyển từ sơn lên thì có 60, 40 thôi. Thế và các đồng nghiệp thì cũng đã nỗ lực cố gắng, và đến cái thời điểm này thì bệnh nhân cũng đã hết sốt. Mặc dù như là thầy Anh cũng phân tích, đấy là trên tổn thương hình ảnh thì nó vẫn còn rất rất nặng nề. Thế và cũng các thầy các cô cũng đã bổ sung những cái xét nghiệm mà cần phải làm. Và thầy Hoàng Anh cũng đã phân tích cái việc mà các bạn tiếp cận cái việc chọn kháng sinh lúc đầu tiên, tức là đánh giá phân tầng yếu tố nguy cơ một cái nhiễm trùng đường hô hấp và mình chọn cái phác đồ kháng sinh. Mặc dù thì tôi cũng biết rằng là cũng chia sẻ rằng là khi mà ở tuyến dưới, khi mà các bạn chọn phác đồ kháng sinh thì các bạn cũng băn khoăn với cái việc là cái kháng sinh nó cũng không phải là luôn luôn mà có thường trực. Nhưng ở đây mình cũng muốn rằng là nếu mà mình thành công trong điều trị, mình không phải lan man, mình không phải làm những cái bậc thang mà trèo dần dần như vậy, thì mình cứ có cái phân tích, hoặc là khi mà bắt đầu mình trình bày bệnh án, mình phân tích những cái vấn đề này thì các thầy các cô cũng sẽ hiểu hơn. Thế thì chốt lại ở một cái bệnh án này thì tôi thấy rằng là một cái bệnh nhân mà có bệnh nền là đái tháo đường, có giảm bạch cầu, một cái sốt kéo dài. Thế thì đây là những cái nguyên nhân mà chúng ta phải tìm. Và hiện tại sau khi điều trị kháng sinh 4 tuần thì cái tổn thương dạng hang vẫn còn. Trong cái soi tươi tìm nấm thì soi tươi thì lại thấy có hình ảnh sợi nấm. Cái này là cái mà chúng ta chắc chắn không bỏ qua được. Thế thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với bệnh nhân này bây giờ chắc chắn ngoài những cái xét nghiệm mà bác sĩ Oanh đã đưa ra để mình tìm những cái nguyên nhân về bệnh cảnh của huyết học, ví dụ như là cô Anh có nói là thiếu máu, có giảm bạch cầu kéo dài như này thì xem là có leukemia hay không, có dấu hiệu chỉ điểm, đấy là có cái mono, bạch cầu mono là 22%, thì cái đấy là cái mà mình sẽ tìm các căn nguyên về huyết học. Thế còn đối với cả hô hấp thì tôi thấy cũng đề nghị chắc chắn là tình trạng bệnh nhân, tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc để có thể nội soi lại phế quản, kiểm tra lại trong lòng phế quản. Về tiền sử thì bệnh nhân đã được soi 2 lần, một lần ở bệnh viện tỉnh Bắc Ninh và một lần ở Bạch Mai, đã làm các xét nghiệm về bi lăng lao thì thấy là âm tính, nhưng mà cũng không có những cái thông tin là xem những cái căn nguyên về ký sinh trùng các thứ như nào thì cũng không thấy có. Đấy, nếu mà có thì chắc là sau buổi hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để tìm xem là những cái lần soi trước bệnh nhân có nấm hay không, vì là nếu mà soi ở trung tâm hốt bệnh Bạch Mai thì các đồng nghiệp ở Bạch Mai sẽ chỉ định làm nấm, thì không biết là mình sẽ tìm lại cái kết quả đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái bệnh cảnh, với cái tổn thương hang còn như thế này, với cái tổn thương mà có sợi nấm, thì một trong những nguyên nhân mà nấm phổi là mình không được bỏ qua. Đấy, vì nó có cái bằng chứng đấy là tìm thấy có hình ảnh sợi nấm rồi. Thế thì cái này là một là khẳng định lại của vi sinh, cái thứ hai nữa là trên lâm sàng thì vẫn còn cái tổn thương dạng hang. Mặc dù là điều trị kháng sinh thì vẫn cũng đã có hiệu quả là hết sốt. Thế thì cái đấy là cái về nấm. Thế tiếp là cái tổn thương mà tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân mà là lao ấy, mặc dù mình đã làm cả MGIS, GeneXpert mấy lần rồi, nhưng mà tôi cũng thấy rằng là vì là có cái bệnh cảnh của giảm bạch cầu, giảm hồng cầu, tức là có ảnh hưởng đến tủy, cho nên cái việc mà lao chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục đi tìm. Chúng ta đừng bằng lòng với cái là tôi đã nội soi 2 lần và kết quả nó âm tính đâu. Và chúng tôi cũng đã gặp mà những cái bệnh nhân đã đến nhập viện ở tại Viện Lao Trung ương, Viện Lao Hà Nội, có tổn thương thùy giữa và đã làm các xét nghiệm lao âm tính rồi, nhưng bệnh nhân tiếp tục kho máu và vào với chúng tôi thì soi phế quản lại thì bệnh nhân không đồng ý. Sau đấy thì chúng tôi làm cứ làm AFBD vì là cũng là một cái người quen của bệnh viện ấy. Thế thì cụ ấy nhất định không đồng ý soi lại, và chúng tôi làm AFBD đến lần thứ 9 thì ra dương tính và GeneXpert dương tính, và bệnh nhân diễn biến đấy hơn 1 năm. Thì cái đấy là chúng ta cũng thấy rằng là cái bệnh cảnh lao ấy, nó cũng mình cũng không loại trừ hoàn toàn được, mặc dù là mình đã có 2 lần âm tính.
Thì cái này là cái mà tôi thấy rằng là nếu mà bệnh nhân nội soi phế quản được thì mình sẽ phải làm lại cho bệnh nhân để mình là làm lại lao, làm lại nấm. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân không soi được thì vẫn thể tiếp tục làm đờm để tìm các bằng chứng đấy để mình điều trị. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà không điều trị thì không tìm thấy bằng chứng thì cái cân nhắc mà mình điều trị nấm tôi nghĩ là vẫn phải phải đặt ra ở bệnh nhân này. Vâng, sau đây thì xin mời bác sĩ Mai có ý kiến gì không ạ? Vâng, em xin có ý kiến này. Rất là em cảm ơn các thầy cô đã có ý cùng em ở nhà. Đó là thực tế là em cũng rất là xin lỗi các thầy cô vì cái sự thiếu công tác của hôm nay. Các bạn có cái phận này mệt quá, thông báo em đủ người báo cáo hay báo cáo em lo khăn sau. Thực sự là cũng rất là tốt ngược với cái tốc độ báo cáo. Thứ hai nữa là em xin chia sẻ về cái khó khăn tại bệnh viện như này. Thứ nhất là về cái sự đồng bộ từ cái bệnh nhân tiếp cận ban đầu, các khoa điều trị ban đầu đến với chúng em. Cái kháng sinh ciprofloxacin ạ. Thế thì ở đây nghĩa là có bác sĩ nào phòng tiếp tục không? Thì em thực tế là em đã góp ý rồi, nó không phải là quinolone hốt. Thế nhưng cái bắt đầu quinolone đấy là cũng phòng tiếp tục cho bệnh nhân vào trong cái tình trạng là trì mạch, viêm phổi nặng ấy. Nằm ở khoa tiếp tục, không bắt đầu viêm phổi hốt. Thứ hai là cái nồng phôi phế quản lần 3. Thế thì còn thuộc vào phía gia đình những cái tại người ta chưa đồng ý. Thứ ba nữa là về chuyên khoa huyết học thì bọn em chưa có khoa huyết học, nó là một đơn nguyên nằm ở trong khoa nội tiêu hóa các bệnh máu. Thế thì bác sĩ chuyên khoa thì cũng chưa có. Thế thì bọn em cũng đã cái lần khó khăn lần thứ nhất ấy, thì đã chuyển bệnh nhân qua khoa tiêu hóa các bệnh máu rồi thì để xin chức kỷ, nhưng mà bạn không làm thì bạn đi bệnh nhân đi ra bệnh mai từ đó. Thế cái thứ nữa là về những cái xét nghiệm về huyết học, khi mà hội chẩn với khoa huyết học để lấy xét nghiệm trung tâm ấy, thì đều khó khăn là không làm được, không gì nhiều hơn cái huyết đồ. Đấy, cái bệnh nhân này thực tế là cái ý tưởng hội chẩn của em là em đã khó khăn là em xin có cái cuộc hội chẩn hôm nay để bệnh nhân có cơ hội được lên tuyến trên lần nữa để ta làm chẩn đoán cuối cùng ạ. Thế thì tôi đã hiểu rồi, thế thì tóm lại là ý kiến của bác sĩ Mai là sẽ chuyển lên Bạch Mai đúng không ạ? Vâng, thì tôi rất là chia sẻ những cái khó khăn của các đồng nghiệp ở các tuyến. Tuy nhiên là tôi thấy rằng là bệnh nhân này là một bệnh nhân rất là khó, có một cái bệnh nền đái tháo đường, và chúng ta biết là với cái bệnh nền như vậy thì có rất nhiều những cái căn nguyên có thể là xảy ra về lao, về nấm, rồi những cái vi khuẩn đa kháng. Hơn nữa là bệnh nhân lại có những cái dấu hiệu chỉ điểm mà sợ là còn có cái bệnh lý huyết học tiềm ẩn mà chúng ta chưa có cơ hội để chẩn đoán. Thì thứ nhất là tôi cũng đồng ý với cả nếu mà trong trường hợp mà gia đình bệnh nhân đồng ý và ban lãnh đạo đồng ý thì sẽ chuyển lên Bạch Mai để chúng ta sẽ giúp bệnh nhân. Vâng. Vâng, thế thì bác sĩ Mai còn ý kiến gì không? Vâng. Đấy thì hôm nay thì với qua cái bệnh án của bác Ninh thì chúng ta cũng đã rút ra được rất nhiều thứ, và đấy cũng là cái cơ hội để chia sẻ cho các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu cái cách tiếp cận của một bệnh nhân, và cũng phải thấy rằng là trên lâm sàng nó khó như vậy đúng không? Và bác sĩ chúng ta có một cái khó khăn đấy là bệnh nhân của chúng ta mặc dù là có đi theo tuyến và chúng ta biết những cái lần bệnh nhân đến khám trước, nhưng mà những cái thông tin chúng ta còn rất là hạn chế. Và hôm nay một cái ca lâm sàng mà rất là lâu, mất 1 tiếng 15 phút. Vâng, thì rất là cảm ơn các bạn, và nhanh chóng thì Bệnh viện Bắc Ninh chuyển lên Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, và chúng tôi sẽ phối hợp với các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai để xem là giúp bệnh nhân trong những cái bước tiếp theo. Vâng, sau đây thì rất là cảm ơn các thầy các cô, các chuyên khoa đã đến hội chẩn. Vâng, tôi xin lỗi cái các đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ, có ai có ý kiến gì về trường hợp này không ạ? Vâng, thì nếu mà các bạn không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trường hợp bệnh nhân hội chẩn thứ hai.